Cái video hồi trước đó là thầy dạy mấy tụi con sao tính ra cái surface area của cái này. Bây giờ đó, nếu mà mình có cái cylinder đó, nhớ cái cylinder đó là cái này nè. Ok. Nếu mà mình có cái cylinder này á, làm sao mình tính ra cái surface area? Cái surface, nhớ surface area là cái khu vực ở ngoài của nó, là mình có mình phải tính ra cái khu vực ở ở trên nè. Ok, thì mình tính ra cái ở trên này, khi mình có cái dưới ở đây nữa, ở dưới đây nữa, là khi mình có nguyên cái tròn tròn này nữa nè, nguyên cái này nè, là khi nó đi vòng vòng ở dưới nữa nè, không nguyên ở đây là làm sao mình tính ra cái surface area của cái cylinder này. Ok, nếu mà con tính ra thì con biết là con có thầy thầy vẽ lại cái nhỏ nhỏ lại đi. Nếu mà con có cái cylinder này giống như mấy cái lon con uống á, là cái lon giống giống vậy á, cylinder. Ok, sao mình tính ra cái surface area của cái này? Mình biết cái trên á là mình phải tính ra cái tròn tròn. Ok, cái này là cái radius r nha, r, cái này là h. Ok, h là height, cái cao của nó. Ok, thì mình biết ở trên á là mình phải tính ra cái một cái khu vực này r. Cái này là dễ rồi, thì cái này là chỉ là pi r square thôi. Mình chỉ biết cái gì cái tròn tròn á, cái gì có cái tròn tròn á là cái area của nó là cái này. Ok, pi r square. Ở dưới á là mình có cái một cái tròn tròn nữa. Ok, là cũng là pi r square luôn, nó y chang ở trên. Nằm mà điều cái chỗ khó á là cái này nè, mình còn cái miếng chính giữa, thì thầy cắt nó ra đi, là thầy thầy cắt cắt bỏ cái trên, cắt bỏ cái dưới, là thầy chỉ có một miếng giống như miếng giấy vậy á, nó giống nó dài dài như vậy. Ok, là nếu mà cái này là h, là cái cao của nó là h, thầy biết là cái này là cũng là h. Ok, là thầy cũng như là mình có cái lon, mình bỏ cái trên, mình cắt bỏ ở trên, mình cắt bỏ cái dưới, là khi thầy lấy cái kéo á, thầy không biết kêu là gì, cái sắt kéo hay là gì á, thầy chỉ cần thầy cắt ở đây ở trên giữa này, thì khi thầy 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 là lấy nó ra giống miếng giấy, nó ra như vậy. Ok, thì mình biết là cái này là dễ rồi, cái khu vực ở trên là dễ, khu vực ở dưới là dễ, mình biết cái cao rồi. Mà điều cái khó là cái này nè, cái khó là cái dài này là bao nhiêu dài. Nên nếu mà mình biết cái dài của nó, là mình biết tính ra cái miếng cái area của cái này, cái tròn tròn này. Ok, cái dài của nó làm sao? Thực sự á là nếu mà con ở đây, ok, thầy thầy vẽ lại một cái dài của nó là cái gì. Nếu mà mình tính ra được cái dài của nó, cái này á là mình dễ rồi. Ok, ok. Thì bây giờ thầy muốn biết, nếu mà thầy ở đây thầy đi vòng như vậy, cái dài của nó là cái gì? Okay, thầy muốn biết cái dài của nó là cái gì. Ok, thì mình giả bộ mình đang ở đây đi. Cái dài của nó là thực sự là cái circumference của cái circle này nè, thấy không? Cái dài của nó là cái thầy ở đây, thầy đi ra vòng vòng như vậy nè, là thực sự là cái dài này á là 2 pi r. Tự nhớ á, là cái circle này, nếu mà mình có cái này là r, nếu mà mình muốn biết cái vòng vòng ở ngoài á, cái circumference á, là mình biết là mình nhảy vô là c equals 2 pi r, là cái này là thầy dạy hồi xưa rồi. Cái này là con bắt buộc phải nhớ nhớ đại đi ở trong cái óc á, là cái tròn tròn gì cũng được hết á. Nếu mà con muốn biết cái đường đi vòng vòng á, là con tính ra cái này. Nếu mà con muốn biết cái khu vực á, là a equals pi r squared, là hai cái này con phải nhớ, nó quan trọng lắm, bỏ vô cái óc đi. Ok, là thầy biết là cái dài là cái này rồi. Ok, bây giờ cái surface area, surface
area của cái cylinder là cái gì. Ok, thầy biết ở trên đây á là pi r squared, là cái cộng thêm cái pi r squared ở dưới, pi r squared, là cái thầy phải cộng thêm cái miếng này nè. Thầy biết là h rồi, là h nhân cho 2 pi r. Mà được cái này á, mình phải viết ra như này nè, nó sạch sẽ hơn. Cái số trước, mình viết như này đi, pi r h, viết như này nó sạch hơn. Thì cái số ở trên mà đều, mà mấy cái này nó giống nhau à. Mấy cái thì thầy bỏ cái này, thầy viết 2 pi r h, nó giống nhau không? Ở khi bây giờ là thầy biết cái này là một, nó một loại giống cái loại một loại nữa, thì cái này là Liger, cái con Liger của mình á. Thì cái này là thầy biết là 2 pi r, thì mình có hai cái nè, thấy không? Kiểu như là một con voi cộng thêm một con voi là mình có hai con voi, giống vậy á. Thì khi mình phải cộng thêm cái miếng chính giữa 2 pi r h, là cái nếu mà con muốn biết cái surface area của cái này á, là con dùng cái formula này. Ok, xong.